Tôi xin kể về một cái trường hợp mà tôi cứ nhớ mãi. Bởi vì trong cuộc đời chiến đấu của chúng tôi đấy, thì như tôi ấy, thì có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với lại cán bộ chiến sĩ của mình. Đấy. Rất nhiều. Và đây là một trong những người bạn cũng như là cái cậu chiến sĩ này mà nó rất gây ấn tượng cho tôi. Mà như phần trước tôi đã trình bày với các đồng chí, tức là đại đội 5 tiểu đoàn 2 chúng tôi sang tham chiến ở chiến trường Campuchia từ tháng 8 năm 1978. Đấy. Thế thì sau 2 tháng chiến đấu thì đại đội 5 của chúng tôi ấy là tiêu hao lực lượng đáng kể nhé. Thì tiểu đoàn ấy là điều bổ sung cho đại đội 5 chúng tôi một số cán bộ chiến sĩ để đủ sức chiến đấu. Theo thông báo của anh Khám là chính trị viên tiểu đoàn, là ngày mai đấy thì đại đội sẽ được nhận được hai cán bộ và chiến sĩ. Một tức là anh Nguyễn Phạm Văn Hồi, trung đội phó của cái đại đội 8 trợ chiến, về làm trung đội trưởng trung đội 2 của đại đội 5 chúng tôi. Và binh nhất Nguyễn Văn Hòe, chiến sĩ nuôi quân của đại đội 8, về làm chiến sĩ của đại đội 5. Được hai người thôi, nó là bổ sung nhưng mà được hai người thôi, không có cứ điều từ đơn vị, nó chưa hao hụt mấy về đơn vị trực tiếp chiến đấu, hao hụt như đơn vị chúng tôi. Thì buổi sáng mấy thì tôi với anh Hà Duy Nuôi đang ở trong hầm đại đội, thì một cái quả đạn B-40 nổ ầm trước hầm đại đội. Và sau cái tiếng nổ đó thì tôi với anh Nuôi nhổm dậy, đang thì phủi bụi cát. Thì anh Hồi và anh Hòe xuất hiện ở cửa hầm. Tôi với chỉ hai vị, tức là mời các đồng chí vào trong hầm. Thế thì hầm rất là chật, nên là đại đội trưởng Nuôi đấy thì ông ngồi ra ngoài cửa hầm phía sau thông hào đấy. Thế còn lại là tôi với anh Hồi với anh Hòe là ngồi trong, tôi ngồi dịch ra ngoài, còn Hồi với Hòe ngồi ở trong. Đấy. Ê, ở cương vị chính trị viên đại đội, bí thư chi bộ là giao nhiệm vụ cho anh Hồi và anh Hòe. Sau khi tôi giao nhiệm vụ xong rồi đấy, thì tôi với nói rằng là các đồng chí có ý kiến gì không. Tôi liếc mắt sang anh Hồi, trung đội trưởng mà, thì anh Hồi anh xin ý kiến. Thì anh Hồi thì người cũng tầm thước Nam Định, người Nam Định, mặt thì hơi đen đen sạm, đấy cũng hiền lành lắm. Thì anh ấy nói, tức là báo cáo với các thủ trưởng, tức là tôi là trung đội phó một cái trung đội của đơn vị trợ chiến, tức đại đội 8. Trợ chiến là đơn vị tức là có cối 82 này, có 12 đi 7 này, đấy, tức là ở phía sau chứ không phải là trực tiếp chiến đấu bộ binh như đơn vị chúng tôi. Thì bây giờ xuống trực tiếp chiến đấu ở đơn vị bộ binh lại là trung đội trưởng, cho nên là công tác chỉ huy chiến đấu nó rất nhiều bỡ ngỡ. Thì tôi mong muốn tức là các anh thủ trưởng đại đội tức là giúp đỡ tôi. Đấy, giúp đỡ tôi. Thế thì anh ấy nói xong rồi đấy, thì tôi mới nói với anh Hòe, tức là thế cậu có ý kiến gì không. Anh Hòe thì anh ấy người rất là nhỏ thó ấy. Đấy, mặt anh ấy là rỗ hoa một chút. Ông ấy mặc cái áo lót đen, ở bộ trong chiến đấu thì có gì mặc đấy, mà không nhất thiết từ quân phục, có cái gì mặc đấy. Và đầu ông thì ông chải ngôi giữa tòe ra hai bên này, nhưng mà một cái đặc điểm rất là lạ, tức là ở môi trên ông này nó bị sứt đến mức độ như vậy là đút lọt gần hai ngón tay, to như thế ở chỗ này đây, đút lọt gần hai ngón tay này, nhìn nó đã buồn cười rồi. Thế thì lúc giờ ông trong hầm tôi thấy ông hút thuốc lá, thì ông lấy cái điếu thuốc ông cắm vào cái khe bàn tay này, xong nó đốt rồi thì ông bịt chặt nó, ông hút tốt má mà ông hút được. Nhưng khi ông nhả khói thuốc ra thì không cần phải há miệng, khói thuốc nó chui vào cái lỗ ra đấy, như ông khói ấy, nó buồn cười đấy. Đấy, thì mình đang ở cái cương vị ấy thì cứ
không dám nói năng gì cả. Thì bắt đầu tôi mới nói là đồng chí Hòa có ý kiến gì không ấy, thì bắt đầu ông mới cất tiếng nói đầu tiên. Ông nói như thế này này, giờ tôi còn nhớ mà tôi ghi vào trong cái cuốn tiểu thuyết đấy là con ấy, áo áo ù uẩn em oi ế cái ông Hồng. Ôi giời, ông nói mà tôi nói thật với các đồng chí, tức là ruột gan phổi phèo của tôi lúc bây giờ rung hết lên, nó muốn phọt hết ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ lúc này là mình đang là cương vị chính ủy viên đại đội, là bí thư chi bộ, giao nhiệm vụ chiến đấu cho cấp dưới, và mình cười nó thì vứt. Cho nên tôi cố nín, còn anh nuôi anh không nhịn được, ông ấy phóng ra cho Tùng Hào, ông cười, ông úp mặt vào sao tôi, ông ấy cười. Tức là lúc bây giờ ông nói này này, báo cáo thủ trưởng, em coi cái chết như lông hồng. Thì ông nói là áo áo ù uổng em ối ế cái ông Hồng. Đấy. Thì ấn tượng đầu tiên đối với tôi là cái ông chiến sĩ Nguyễn Văn Hòe, ông cũng người Nam Định nhé, người Nam Định đấy. Đấy là như thế. Thế thì và sau đó ông nói tiếp nữa thì ví dụ như là em sẵn sàng nhận nhiệm vụ, em oai cái ếch như ông Hồng, nhưng nói như nhìn như là nói đấy. Thế thì đánh nhau được vài tháng ấy, thì Hòe là lên trung đội phó, mà đánh nhau rất dũng cảm, cực kỳ dũng cảm, đúng là coi cái chết như lông hồng. À, rồi sau đó được phong quân hàm thượng sĩ. Đấy. Bởi cậu như vậy là có cái điều đặc biệt nhất của Hòe, tức là lý luận hơi bị giỏi. Bây giờ tâm mà lạ thì không nghe được, như anh em đã ở với nhau rồi thì nó nói ngọng thế nó cũng nghe được. Trong sinh hoạt, trong họp hành ấy, anh nào mà thoái thác nhiệm vụ, anh nào mà ham sống sợ chết thì thôi rồi, ông đấu tranh không khoan nhượng, quyết liệt. Đấy. Cho nên là ông đánh nhau thì giỏi này, dũng cảm này, và đấu tranh không khoan nhượng những cái hành động tiêu cực này. Đấy. Cho nên là anh em nó tâm phục khẩu phục công Hòe này, công Hòe này. Đấy. Và đến một hôm ấy thì tôi nhớ là hôm ấy là toàn đại đội đánh với xe tăng vào cái phung chùa. Phung chùa ở đây thì anh em đại đội 5 tiểu đoàn 2 ai biết cái phung chùa rồi. Thì đang hành tiến, lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau với lại xe tăng. Đi xe tăng thì nó có cái hay của nó, những cái giờ nó là anh em chưa được huấn luyện đánh với xe tăng, cứ bám sát xe tăng này thôi. Xe tăng nó là cái mục tiêu to, cho nên tất cả hỏa lực của địch nó cứ nhằm vào đấy. Thế mà anh tiến đi xe tăng mà ông sát xe tăng là ông chỉ bị thương vong. Ông phải có một cự ly nhất định, có vị trí nhất định. Đấy. Đang tiến công rất là mạnh như thế thì tự nhiên là dưới trung đội 1 ấy, nó bắt được một thằng tù binh, nó giao cho đại đội. Thì tôi chết thôi. Đại đội có cái gì? Đại đội có hai ông nuôi đại trưởng và ông Minh chính ủy viên đang chỉ huy bộ đội chiến đấu, mà ông giao tù binh cho đang chiến đấu này, ông giao tù binh cho đại đội thì đại đội biết giao cho ai? Đúng rồi. Giao cho ai? Tôi đang lúng túng nhỉ để xử lý. À, xử lý thì tôi lại nhìn thấy trung đội phó Hòe, tôi bảo Hòe giao cho cậu. Giao cho cậu. Thế tôi vừa quay đi cái tôi mới cái bom một phát. Tôi quay lại thì thằng địch nó đã lăn bô, tôi bảo mày chết. Mày chết. Thế nó bảo là thủ trưởng ơi, đang đánh nhau quyết liệt như thế này mà không xử lý đi thì nó sẽ xử lý mình. Đấy, tôi nghe nó có lý nhỉ. Tôi nghe nó có lý. Đấy, nó có lý. Đấy. Và sau đó đấy thì mới dừng lại để chuẩn bị sốc đội hình để tiếp tục, tức là tiến công ấy. Thì một cái quả đạn DKZ nó nổ trúng cái thân cây, cái cây lớn lắm, ở dưới đó là cái khẩu đội 12, cái khẩu đội Đại Liên do anh Hòa Quảng Ninh ấy làm khẩu đội trưởng. Anh Diệu, chiến sĩ của thành phố Vinh ấy là chiến sĩ mấy anh nữa, thì nó nổ, nó làm cho gần như khẩu đội là bị thương, thương vong, không chết mình bị thương, và khẩu Đại Liên là hỏng. Đấy. Thế thì tôi tổ chức cho băng bó thương binh đưa phía sau, thì liền sau đó tôi chạy lên thì lại gặp một cái cáng thương. nó cáng cái cậu 4 trên võng bị thương trở về, trên người là chả có quần áo như tô hô thế. Thì tôi nhìn thấy là cậu bị thương vào cái chỗ cần tăng dân số. Thế hắn nhìn tôi, hắn lại tùng thì mới cười cơ. Hắn tùng thì mới cười. Đấy, nó buồn cười quá. Thì nói đến cậu 4 này thì nó buồn cười lắm, tức là cậu là người Nghi Lộc. À, người Diễn Châu ấy.
Cho nên là cậu nói tiếng Diễn Châu nó nặng lắm. Diễn Châu Nghệ An ấy. Ở Nghệ An ấy, ở Nghệ An nặng lắm. Nặng đến mức độ tức là khi mà chúng tôi mới về ấy, mà nghe các anh ấy nói, các anh cái cậu nói mà tôi nghe không ra. Toàn anh quỳ đại phó anh phiên dịch, có phiên dịch. Thế có một lần lễ là tôi với có đại đội có thức ăn, đấy bảo nó là bảo cậu bốn tức là mang lên biếu tiểu đoàn. Thế biếu xong nó mang về, nó về xong nó hỏi anh quỳ anh hỏi và thế là mà lên biếu cho ai? Nó bảo em lên ấy nhà ban truy tiểu đoàn ấy, em thấy là thu chương ngoan ngu chỗ này, thu chương xem ngu chỗ kia, thu chương ngạch cũng ngu. Thế thì là ông quỳ bảo mày chết nhá, mày dám nói thủ trưởng tiểu đoàn ngu à? Tức là thủ trưởng ngoan ngủ chỗ này, thủ trưởng xem người Thanh Hóa nhà anh mất rồi ngủ chỗ kia, thủ trưởng ngu ngoan ngu chỗ này, thủ trưởng thế đấy. Thế thì trước cái tình hình mà anh Hòe anh chiến đấu dũng cảm, lý luận hơi cừ, thì tôi đặt vấn đề tức là phát triển đảng cho những người này, cho ai nữa, những người dám hy sinh cho Tổ quốc. Đấy, khi tôi mới lên, tôi mới tiểu đoàn, tôi mới đặt vấn đề với này anh Trần Mộng Tỉnh, anh người Hà Nam. Lâu lắm không gặp, từ ngày đấy ra không gặp nữa. Anh là bí thư đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn. Anh mới đặt vấn đề là, tôi mới đặt vấn đề tức là kiến lập đảng cho Hòe, bởi như thế. Anh Tỉnh nói tức là, ông mình cười nhỉ? Ai này kết lập đảng cho người sứt bôi nói ngọng? Tôi bảo thế này thì hỏng rồi. Thì tôi mới nghĩ một lúc, tôi bảo vậy em hỏi anh nhé, điều lệ đảng có cấm người, có cấm kết nạp những người sứt môi nói ngọng không? Đấy, tôi nói anh lại như thế. Ông bảo cấm thì không cấm, nhưng ông nên nhớ rằng tức là đảng viên ấy thì phải làm công tác vận động quần chúng giỏi, mà sứt môi nói ngọng thì nói ai ta nghe, ai ta nghe được? Nghe được. Đúng có lý của nó. Thì cái đấy chỗ là cái chỗ là phải mềm dẻo cái gì. Đấy, nhưng sau này thì tôi quyết tâm tức là kết nạp đảng cho Hòe. Mà cái thời kỳ kết nạp đảng cho ông ấy khó khăn lắm. Tức là khai lý lịch tại chiến trường, không thẩm tra và kết nạp ở chiến trường, chứ không có người về địa phương thẩm tra đâu. Đấy là sau này là bắt đầu với này, khi mà giải phóng vân vân là bắt đầu với cử người kiểm thẩm tra sau. Đấy thì mình ngồi mình bắt ông khai lý lịch thì mình viết cho ông, nhưng mà ông quên điện quên cả tên ông nội vân vân đó. Thế thì sau đó rồi thì là Hòe cũng phục viên sau chiến tranh, thì ông phục viên rồi suốt bao nhiêu năm là tôi không tìm được, bởi vì Trung đoàn 7 là có thành lập một cái hội ban liên lạc Trung đoàn 7 trên tất cả các tỉnh mà có quân Trung đoàn 7 từ Nam chí Bắc, riêng phía Bắc từ Quảng Trị trở ra đã hơn 1.000 người, 1.001 người. Nhưng mà anh em Nam Định này tham gia rất là ít, rất là ít. Đấy. Cho nên là anh em Định rất là đông, cái đại đội Nam rất là đông, nhưng mà tôi tìm được có vài người, không tìm được hết, rất là khó. Tôi cứ nhớ Hòe mãi như thế. Thế mà chính vì nhớ quá cho nên là sau này tôi viết cái cuốn tiểu thuyết Khói Đời Hư Thực ấy, thì tôi có biến Hòe thành một cái nhân vật khá ấn tượng. Đấy. Khó ấn tượng, mà ấn tượng đến mức độ tức là khi mà ông ấy tìm lại thủ trưởng cũ của ông ấy, thủ trưởng ung thư là gần mất rồi ấy, mà ông vẫn nói ngọng, ông ào vào ông khóc bằng tiếng ngọng: ôi thủ trưởng ơi, thủ trưởng đừng chết nhớ, thủ trưởng cứ sống lâu cho em, thủ trưởng sắp chết rồi, ố uổng ơi uổng. Thế thì tất cả mọi người đang ngồi để thăm hỏi người ốm, mà người ốm sắp ra đi ấy, lẽ ra buồn thì nghe ông khóc phải phun ra một cười, phun ra một cười đấy. Thế thì không tìm được Hòe, tôi cứ nhớ lắm. Tôi sau này tôi được về Tổng cục Chính trị công tác ấy, thì tôi có cái điều kiện là đi khắp tất cả các tỉnh, các quân khu ở trong cả nước. Đi đâu cái việc kèm theo ấy là tôi đi tìm đồng đội. Tôi tìm được đồng đội là tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Tôi cứ nói với anh em cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 7 đấy, bây giờ chúng ta già rồi, chúng ta suốt ngày giáo dục con và cháu là phải sống có tình có nghĩa. Thế mà chúng ta chiến đấu mà sống sót trong một cuộc chiến tranh, sống sót trở về, mà bây giờ chúng ta không đi tìm đồng đội, chúng ta chỉ tìm đồng đội thôi, chúng ta gặp được nhau thấy nhau vẫn còn khỏe, vẫn còn sống, thì đó là tình là nghĩa, còn cái gì nữa. Tôi biết có những đồng đội hiện nay tức là không cần biết đến, họp mặt không họp mặt, đấy, điện thoại
không điện thoại, không cần biết đến đồng đội của mình như thế nào. Tôi nghĩ không phải là như thế, thì không phải là tình là nghĩa. Tình nghĩa là chỗ đấy, đấy, tìm đến nhau, hỏi thăm nhau một câu, lúc không đi được thì cũng một cú điện thoại, biết nhau còn sống, biết nhau còn khỏe, đó là tình, đó là nghĩa. Thế thì tôi đau đáu không thể tìm được cái anh Hòe này. Thì đến năm 2020 trước Covid ấy, thì tôi với đại tá Nguyễn Đức Toàn, anh Toàn tức là cùng là đại đội trưởng đại đội 7 với tôi là chính ủy viên, sau đó anh lên tham mưu phó trung đoàn, tôi lên phó nhiệm chính trị đoàn, rồi chúng tôi lại cùng về Hà Nội học, cùng về nước học, rồi cùng về quân khu 3 với nhau và ở với nhau cho đến bây giờ. Thì cùng với lại một nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh là về rừng quốc gia Cát Tiên, cái nơi mà trung đoàn đã đóng quân ở đấy. Đấy, nhiều anh chị em trung đoàn mình ấy ở lại đấy xây dựng cái vùng kinh tế mới đó, và bây giờ họ rất là khó khăn. Người thì đột quỵ đi xe lăn, người thì ung thư. Đấy, và cực kỳ khó khăn về mặt hoàn cảnh. Thì chúng tôi quyết định tức là cùng với lại đại tá Lương Sĩ Quang người Thanh Hóa đấy. Anh Lương Sĩ Quang này anh có một cái quê mà cứ nói nó đau mồm ấy. Thân thôn Bát Mọt, sông Bát Mọt, huyện Thường Xuân, thôn Bát Mọt, xã gì đấy, Thường Xuân, Thanh Hóa. Bây giờ anh ấy đưa toàn bộ họ hàng nhà anh ấy vào rừng Cát Tiên, vào Đồng Phú để anh ở đấy. Thì chúng tôi tìm được gần một chục trường hợp khó khăn như thế, khăn lắm. Chúng tôi gặp đồng đội mà người ta ngồi trên xe lăn, mặc cái quần đùi, người toàn xương với da. Khi mà nhìn thấy chúng tôi, nhìn thấy được, tức là họ khóc ầm ĩ lên như là trẻ con khóc như thế, vô cùng xúc động. Tôi quay được những thước phim mà những giọt nước mắt rơi xuống vẫn còn quay được. Cái cuộc đấy cực kỳ xúc động, đến để mà thăm hỏi, rồi nhà tài trợ giúp người ta một chút tiền gọi là có. Đấy, và cái nhà Mạnh Thường Quân họ nói là chúng tôi làm từ thiện rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không thể biết được rằng như lại có những anh chiến sĩ trung đoàn 7 nó lại khốn khó đến như thế này. Đây mới là cái nơi mà chúng tôi cần phải làm từ thiện. Đấy. Thế thì vào đấy thì ở trong đấy họ mới thành lập một cái ban liên lạc của trung đoàn ở trong rừng quốc gia Cát Tiên đấy. Đấy, và có được anh Bằng người Nam Định. Sau này anh ở lại anh làm phó chủ tịch huyện Tân Phú, anh nghỉ hưu rồi. Thì cái ban liên lạc ấy tổ chức tức là tiếp chúng tôi một cái buổi trưa mấy. Thế thì ngồi đấy cũng rất nhiều người Nam Định. Thì tôi mới nói đến cái trường hợp là tôi có một cái trường hợp mà là anh Nguyễn Văn Hòe, tôi vẫn gọi là Thượng Sĩ Sứt ấy, mà bao nhiêu năm nay là xa nhau tôi không gặp được. Thế thì anh Bằng nói là Hòe nào, bảo Hòe như thế thế. Ông bảo nó ở xã tôi. Ông gì à, thế sao mà tôi không biết, giờ nó thế nào rồi? Ông Bằng ông nâng ly rượu lên, bắc cạn đi rồi đâu sẽ có đó. Đấy, thì sự thật ý là chưa mấy là chúng tôi gặp gỡ đồng đội ở trong rừng quốc gia Cát Tiên ấy, chúng tôi liên hoan với nhau một trận cũng là thừa sống thiếu chết. Chiều về ấy, thì trên xe là ông Bằng ông say sướt mướt rồi, sướt mướt rồi nhỉ. Nhà ông ở thị trấn Tân Phú, sướt mướt rồi. Thế thì đến khi mà ông ấy tỉnh dậy, tôi bảo là thế nào? Bây giờ ông nói tôi biết tức là Thượng Sĩ Sứt của tôi như thế nào. Ông bảo nó chết rồi, nó chết rồi. Úi giời, tôi hối hồi luôn, bằng sao nó chết? Bộ đội chúng ta chiến đấu gian khổ thế, khó khăn thế, thì về già nó nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh thì nó mang bệnh nó chết, chứ có gì đâu. Đấy. Thì thưa với các chị, đấy là một trong những cái trường hợp mà đồng đội của mình mà mang lại những kỷ niệm, những ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi, mà tôi nhớ mãi và tôi muốn kể cho mọi người nghe rằng người lính chúng ta là như vậy. Như phần trước ấy thì tôi đã nói đến cái chỗ mà đại đội 5 tiểu đoàn 2 đánh cái phun xăng ấy. Đấy. Sau khi đánh phun xăng xong rồi đấy thì tiểu đoàn hành quân về đánh phun tranh. Đánh phun tranh. Thế thì tiểu đoàn giao cho đại đội 7 là đánh giải phóng phun tranh. Sau khi đánh giải phóng tranh xong rồi đấy
thì là trung đoàn 55 ấy là giao cho tiểu đoàn 2 là chốt giữ cái Phum Chanh. Phum Chanh là thuộc công Mông Tràm mà. Đấy. Chốt Phum Chanh. Đấy. Thế thì chốt giữ Phum Chanh ấy thì hướng phòng ngự chủ yếu là đại đội 5, đại đội 7. Phía sau ấy là đại đội 6. Đại đội 7 là anh Nguyễn Tiến Hãng là đại đội trưởng, anh Đinh Thế Sương là chính trị viên, chỉ có 2 người thôi, thiếu cán bộ. Đại đội 5 thì tôi là chính trị viên và anh Nguyễn Văn Tị. Anh Tị là thay anh nuôi sau khi anh nuôi tức là bị thương nặng về làm đại đội trưởng. Chốt giữ ở bên cánh trái đại đội 7, ở cánh phải và đại đội 6 là anh Căn, là anh Tranh Căn người Thanh Hóa là đại đội trưởng, và anh Nguyễn Hữu Dự người Hải Dương. Đấy, thì làm chính trị viên. Đấy. Thế thì gần một tuần có thể nói tức là đánh nhau với địch cực kỳ dữ dội, cực dữ dội, ngày mấy trận, đêm mấy trận, mà tập trung vào cái hướng của đại đội 5 tôi, rồi sau đó là hướng đại đội 7, rất là dữ dội, đánh ngày liên tục như thế, đánh liên tục ngày mấy trận, đêm mấy trận, thường thường như là 4 giờ sáng nó đánh rồi, nó đánh rồi. Đánh rồi. Thế thì sáng ngày 20 tháng 12 năm 1978 đấy, thì bỗng nhiên tức là suốt đêm hôm ấy, suốt ngày hôm trước và đêm hôm ấy là không có tiếng súng, im bắt, im ắng, thì không có tiếng súng nữa đấy, tức là chiến trường im ắng đấy, thì bắt đầu là tiếng chim nó hót. Ở Campuchia chim nó cũng nhiều lắm, trong đường nó cũng nhiều lắm. Thì tôi đang thì ngồi ở trong hầm, gờ hầm ấy, lắng nghe tiếng chim hót hiếm hoi giữa chiến trường. Thì tự nhiên là có tiếng mìn nổ bên hướng trận địa đại đội 7. Thì thưa với các đồng chí, tức là ở chiến trường Campuchia đấy, nghe tiếng mìn nổ ấy là đồng nghĩa đấy là có thương vong. Nó có thương vong. Như tôi đã nói trước rồi đấy, nó cài bất cứ ở đâu, ngoài thú rừng nó đi không nói rồi, còn con người đi dẫm vào thì nổ thì phải chết, phải bị thương hoặc là hy sinh đấy. Thì tôi bị hoảng quá, tôi bảo tôi chết rồi, lại có chiến sĩ hy sinh rồi đấy. Và tôi mới chạy lên tiểu đoàn bộ, chạy lên tiểu đoàn bộ. Thì trên đường lên tiểu đoàn bộ tôi gặp tức là bên đại đội 7 là cáng hai cáng thương lên, căng thương lên. Thì căng thương thứ nhất ý, thì thấy Đinh Thế Sương chính trị viên là bị thương, rất bị thương vào chân trái, chỉ có thế thôi, nhưng mà anh ngất lịm không biết gì cả. Đinh Thế Sương ấy là người xã Vũ Hồng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Anh rất đẹp trai, cao ráo, có cái ve mắt ở bên phải này đấy, chưa vợ chưa con gì hết. Thế còn cái cáng thương thứ hai là cáng thương của đại đội trưởng Nguyễn Tiến Hãng. Anh Hãng ấy là bị thương, là mìn nó tút hết cả hai chân từ gót lên đến bẹn. Tôi nhìn xuống đấy thì toàn bộ hai chân ấy là xương thịt, thịt gân không còn nữa, còn toàn xương với gân nó ớn ớn như thế, như người ta róc tuổi gà đấy. Đấy, lên đến bẹn, máu mê bét bè ra như thế. Mà anh Hãng ấy thì anh ấy rất tỉnh, anh bình thường mắt anh sáng, mà bây giờ mắt anh vẫn sáng thế. Đấy, cái cách nói của anh là khi nói anh gật đầu một tí. Đấy, thì anh mới bảo Minh Hà, cho tớ hấp nước. Tôi mới lấy cái bi đông, tôi mới rót sang cái nắp bi đông, nó nhỏ mà biết nhá, cho anh hai cái nắp, cho anh uống. Tôi nói với anh là anh uống ít thôi, nước vào thì máu loãng là chảy nhiều đấy. Và sau đó là cáng lên tiểu đoàn, cáng lên tiểu đoàn đấy thì là anh Sang y sĩ đấy, anh ấy với y tá là băng bó cho các anh ấy tiêm hồi sức đấy, rồi sau đó tức là lại tiếp tục cáng lên trạm phẫu của trung đoàn. Thế thì vừa với ca khiêng lên một cái thì anh Hãng ấy co rúm người lại, anh nấc được một tiếng và anh hy sinh. Anh hy sinh đấy. Còn anh Sương thì tỉnh,
và đưa đi, đưa đi. Đó. Thế thì đến chiều hôm đó thì có thư của anh em Văn Thư, nó ở trên trung đoàn, nó mang về, thường thường nó mang về ấy, thì trong đó là có bức thư của chị Ngọ, vợ anh Hãng ở Thái Bình gửi đến. Thì trong thư ấy là chị báo với anh là chị có mang đứa con thứ ba, rất là đau, rất đau khổ. Thì anh Hãng, anh là người anh sinh năm 1945, anh ấy đi B năm 1966. Trước khi đi B ấy, thì anh ấy có một cái đứa con gái đâu được mấy tuổi đấy, mấy tuổi ấy. Thì mãi đến năm 1975 thì anh ấy được giải phóng miền Nam mới được về phép. Thì đứa con gái đã 10 tuổi rồi, nó không nhận bố, nó không gọi là bố. Ông kể chuyện tôi vui lắm, ông bảo là ngày xưa đi phép sau giải phóng miền Nam thì mỗi người đi phép từ 3 đến 4 tháng mà. Thì mãi đến tháng cuối cùng ấy thì nó mới gọi ông là bố. Thì ông bảo sinh như là con, đẻ con vậy 10 năm chả nuôi được con tí nào, mà bây giờ con mới gọi mình bố được một tháng. Đấy, thế nào ông mới vào. Ông vào thì mợ vợ lại có mang đứa thứ hai, có mang đứa thứ hai và lại đẻ một đứa con gái nữa. Và đến đầu năm 78, trước khi sang Campuchia chiến đấu, thì ông ấy lại đi về phép lần nữa. Và mới vào được khoảng độ 2 tháng nay, 2-3 tháng nay thôi, thì vợ báo tin là có mang đứa thứ ba. Mang thứ ba thì anh hy sinh. Chúng tôi vẫn gọi anh là Nguyễn Tiến Hãng ấy nhỉ. Đấy. Thế thì sau này tôi được biết, tức là cái buổi sáng hôm 20 tháng 12 đấy, thì đại đội chỉ có 2 cán bộ thôi, thì anh Hãng anh mới lên chốt tiền tiêu, anh nghiên cứu. Anh nghiên cứu xong rồi đấy thì anh mới về hầm, anh mới nói với anh Sương chính trị viên là: ông Sương ơi, bảo gì? Tớ nghiên cứu thấy một có cái chỗ mà chuyển cái trung đội 1 tiền tiêu đấy, phòng ngự tiền tiêu sang cái vị trí này nó đắc địa lắm, hay lắm. Ông lên xem với tôi đi. Thế là anh Trương sau này anh có nói tôi, bảo là ông rất là ngại ở cái chỗ, tức là đại đội có 2 cán bộ mà cùng đi cả, mà nhỡ hy sinh một cái thì lấy ai chỉ huy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tức là lỡ có lệnh của tiểu đoàn qua điện thoại xuống để giao nhiệm vụ đặc biệt gì đó mà không có người đấy thì rất là gay. Nhưng mà thôi, bây giờ ông Hãng ông nói thế mà mình không đi thì này, sợ ông ấy đánh giá rằng là ông sợ chết à. Thế là đi. Đi thì anh Sương mới nói chuyện, tức là hai anh, ông đang đứng ông thuyết trình. Chỗ này theo tớ là đặt khẩu Trung Liên, chỗ này theo tớ là đặt khẩu Đại Liên, chỗ này thế này thế kia. Ông xoay gót một cái thì ông dẫm đúng một quả mìn. Thì là hai anh em hưởng trọn. Ông Sáng bị tuốt hết như thế, hưởng trọn như thế. Thế là cùng một lúc có 2 cán bộ đại đội là đi tong cả 2 cán bộ đại đội. Tiểu đoàn mới cử anh, điều anh Lê Chí Rẻn, người Thanh Hóa mình đấy, là đang để tham mưu trưởng của tiểu đoàn xuống làm đại trưởng. Chính trị viên vẫn không có người đi chiến đấu. Thời điểm ấy là khủng hoảng về cán bộ, đặc biệt là cán bộ sơ cấp, đấy, sĩ quan sơ cấp. Đấy. Thế thì sau này đấy thì tôi rất là, sau này thì là mãi đến năm 1980 đấy, thì tôi được trung đoàn cho về Việt Nam, về Bắc để đi thẩm tra lý lịch. Thế thì tôi có viết thư cho anh Sương rằng là ông sẽ hẹn tôi ở ga Nam Định để tôi giao quyết định thiếu úy cho anh. Thế thì anh Sương với có em gái là Đinh Thị Mùi đấy, là có ra gặp tôi. Thì Sương lúc bây giờ tôi phát hiện ra là Sương bị cụt với một chân, đi chân giả và có nạng. Thì tôi trao quyết định thiếu úy cho anh Sương, và anh ấy kể lại toàn bộ câu chuyện mà như tôi đã nói, tức là vì sao mà lại vướng mìn như thế. Đấy. Thì tôi hỏi Sương, bảo là đã đến thăm nhà anh Hãng chưa. Sương bảo là đi làm sao được, xa lắm. Anh Hãng ấy là người xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Từ chỗ nhà anh Hãng mà đến nhà anh Sương ấy chừng độ 5-60 cây số. Mà ngày xưa làm gì có cái gì, xe đạp thôi mà nó khó khăn lắm, mà ông lại cụt chân. Thế thì mãi đến cuối năm 1988, khi mà tôi ở chiến trường Campuchia rồi đi học, rồi được điều về công tác ở tỉnh đội Thái Bình. Và cái cuối năm ấy thì tôi đi cùng với cái đoàn cán bộ của phòng tham mưu, phòng chính trị, phòng hậu thuần
hậu cần, phòng kỹ thuật để đi kiểm tra công tác dân quân tự vệ của các xã. Và rất là may mắn hôm ấy là được về xã Đông Cường, xã Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để kiểm tra. Thế sau khi mà mọi công tác kiểm tra xong rồi thì chúng tôi mới kéo nhau về nhà anh Hãng để thăm anh ấy. Thì lúc bây giờ chị Ngọ cũng đã già rồi, tức là 10 năm sau đấy, thì tóc đã bạc rồi, chị nằm võng, chị đang bế đứa cháu gái. Thì chị nói đây là con cháu ngoại anh Hãng đây, con của đứa con cả, con gái cả đấy. Và với chị, với chỉ vào cái cô con gái thứ ba ấy, ngồi trên giường đấy, 10 tuổi rồi, ở đây con này khi bố Hãng hy sinh thì nó ở trong bụng tôi được 3 tháng, được 3 tháng, bây giờ ở đây nó ngồi đây, nó 10 tuổi đây đấy. Thế thì chị mới nói, tôi bảo là thế ngồi nói chuyện hỏi thăm thắp hương cho anh Hãng xong, cả đoàn mà thắp hương xong, thăm hỏi nọ kia rồi, thì chị nói là không biết rằng là cái anh Sương đấy mà cùng chung quả mìn với nhà tôi ấy, như thế nào cũng không gặp cho nữa. Thế thì quả tình suốt 10 năm qua, trừ cái lần gặp anh Sương lần ấy, thì cho đến lúc này tôi cũng chưa gặp được Đinh Thế Sương. Áy náy không biết rằng là sức khỏe ra thế nào, vợ con thế nào, chưa tìm được. Bởi vì từ tỉnh Độ Thái Bình xuống nhà anh Sương nó cực xa, mà lúc bây giờ ông tôi chỉ xe đạp cọc cạch, không thể, chưa thể đi được. Đấy, chưa thể đi được. Đấy. Thì tôi cũng tâm niệm rằng, tức là bằng cách nào đó sớm để tìm gặp lại đồng đội mình. Mình. Đấy. Thế thì mãi đến khi mà tôi mới sắm được chiếc xe máy ghẻ, gọi là xe máy ghẻ cọc cạch ấy, xe 79 ấy, thì hôm ấy là tôi quyết định là phải đi thăm Đinh Thế Sương. Đấy, thế thì từ thị xã Thái Bình tôi đi mãi mới đến chùa Keo. Từ chùa Keo hỏi thăm đi mãi qua bao nhiêu ruộng lúa nương dâu, nó toàn nương dâu nhá, ruộng lúa heo hút ra mãi đến cái xã Phú Hồng ấy mà giáp vào sông Hồng. Đấy, sang bên kia Nam Định. Đấy, tôi ý định tôi bảo là thôi thì đến đấy rồi mình vào quán hàng mua cái gì làm quà cho bạn. Thì đến đấy toàn đến nương dâu, mãi chả có quán hàng nào cả, chỉ thấy một cái tiệm sửa xe máy. Ông ấy lão nó khoảng độ hơn 40 tuổi, tôi đến tôi mới hỏi thăm nhà Đinh Thế Sương ở đâu. Thế ông bảo có phải Đinh Thế Sương là người cao cao đẹp dai không? Đúng rồi. Đinh Thế Sương mà có cái ve mắt không? Đúng rồi. Đinh Thế Sương mà thương binh cụt chân không? Đúng rồi. Thế mà tôi hỏi thế đúng địa chỉ rồi, thế lão nó làm một câu này, nó chết rồi. Thế là tôi hối ôi, tôi bảo sao chết? Anh bảo là nó ung thư gan, nó chết mấy năm nay rồi. Đấy, nhà nó chỗ kia. Đấy, nói thế. Thế tình huống đặt ra bây giờ là mình sẽ vào thắp hương đồng đội thôi. Lấy cái gì thắp hương đây? Tôi đi cả một cái vòng cái xã đó, không có một quán hàng, chỉ có nương dâu với ruộng lúa thôi. Không như bây giờ thì nhiều lắm rồi. Thế cũng thấy một cái bà cụ mặc áo gụ, quần đen, đầu là quấn cái khăn màu quạ, các cụ xưa cái khăn màu quạ đấy, cụ có cái rá rách rách, cụ bán đúng 9 quả ổi to, giống như ổi bo Thái Bình nó có ổi bo mà to mà. Thế tôi mua tất của cụ. Thế tôi hỏi thăm, tôi vào nhà thì gặp mùi ngồi ở nhà đấy, thế nó nhận được tôi luôn. Mùi không lấy chồng, không có con, ở vậy chăm mẹ và thờ anh. Thế thì việc đầu tiên, tức là tôi nhìn lên thì có một cái bàn thờ bằng tre đấy, treo tít ở trên gần nóc nhà ấy, nhà ngói ba gian nóc nhà đấy. Thế thì mùi mới lấy một cái thang bằng tre rất cao để tôi leo lên, tôi đặt 9 cổ ấy để thắp hương cho bạn. Đã đưỡng tôi xuống, tôi chắp tay, tôi bảo là Sương ơi, thì ta không có cái gì để thắp hương cho mày, ta chỉ có mấy quả ổi này, mấy quả ổi bằng đúng quả mìn mà mày nhãn chung nhau đấy, thì mày thông cảm. Thế là tôi mới xuống, tôi mới hỏi thăm nói chuyện với lại mùi. Bà cụ thì không, bà cụ mấy không có ở nhà đấy. Tôi hỏi thăm mùi bảo là anh ấy về thì mãi không thấy lấy vợ, không thấy vợ. Anh ấy cứ mỗi một năm ấy là em quyết tâm là nuôi một con lợn, từ đầu năm đến cuối năm, mà khi nào anh cưới vợ thì là giết con lợn để cưới vợ, nhưng rồi cuối năm lại phải bán.
một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, chả thấy anh cưới vợ gì hết. Và có một năm nữa ấy, tức là đấy anh xem cầu ao nhà em ấy nó cao như thế đấy, thế là anh chống nặng anh ấy xuống cầu ao anh rửa là nó cập kênh anh đang thùm xuống ao. Thế em thương anh quá, thế lần đấy là cái con lợn đấy là em bán, em mua gạch em xây cầu ao cho anh ấy khỏi phải sợ ngã ngã. Rồi mãi sau này thì anh em thương binh ấy nó mới tìm được vợ cho anh ấy và được đứa con trai lên nhà bên kia kìa. Tôi nhìn sang cái nhà xây nhưng mà lập rạ, thế bảo vợ con anh đâu rồi, và hai vợ mà chị đi làm, nó đi làm, anh chị đi làm, thế còn thằng con thì nó đang học ở trên thị xã, học thị xã đấy, thị xã. Thì Mùi nó nói tức là được một thời gian đấy thì anh cứ thấy đau đau bụng rầm rầm, thì cứ tưởng là đại tràng, cứ đi hết ông lang nọ đến ông lang kia cắt thuốc uống, nhưng mà nó cũng chẳng khỏi. Và cuối cùng lên bệnh viện Bun, bệnh viện Bun của Thái Bình đấy, lên khám mà ung thư gan đấy, và rồi là anh ấy mất. Thế thì cho đến lúc này đấy thì tôi mới thật ân hận, tức là cái bệnh viện Bun nó cách tỉnh nội Thái Bình chỉ có cây số thôi, hai anh ấy điều trị ở đấy một vài tháng mà mình ở trong tỉnh nội không biết, không liên lạc được với nhau. Ra bây giờ nó có điện thoại nọ kia thì còn liên lạc được, chứ không có. Hóa ra đồng đội mình nằm điều trị ở đấy trước khi chết mà mình không biết. Đến bây giờ tìm được thì mồ đã yên, mả đã đẹp. Đấy. Thế thì câu chuyện là đồng đội tôi, hai người chung một trái mình lẽ ra là kết thúc ở đây. Nhưng đến năm 2018 vừa rồi đây này, thì Trung đoàn 7 chúng tôi tổ chức họp mặt theo định kỳ ở Ninh Bình. Đấy. Thì tôi về tôi mới bàn với anh Nguyễn Hữu Đạt. Anh Nguyễn Hữu Đạt là người lính của Trung đoàn 7 và anh hiện nay là chi hội trưởng của chi hội Thái Bình của cái Trung đoàn 7. Bàn nhau tức là đi thăm lại Sương và thăm lại anh Hãng. Thế thì tôi với anh Đạt tức là lại đi qua chùa Keo và đến nhà anh Sương. Thì bây giờ nông thôn đẩy mới nó rất là khang trang rồi, không còn nương dâu nữa, mà chỗ nào cũng có quán hàng đầy rẫy là thế. Thế và chúng tôi đến nhà ấy thì chị Mùi đi vắng, đi nằm bệnh viện. Thế là gặp họ hàng làng xóm ấy, gặp đứa em nó mới dẫn đến nhà, thì là mẹ anh Sương là 90 tuổi vẫn còn đấy. Cụ đã nằm tại chỗ, nằm ở võng không đi lại được, rất là già. Nhà được xây dựng lại cẩn thận, bàn thờ lúc bây giờ là rất là khang trang rồi. Đấy, chúng tôi có biếu cụ một chút quà, thăm hỏi, sau đó là nhờ gia đình dẫn ra nghĩa địa để thắp hương cho Sương ở ngoài nghĩa địa. Thì đúng được xây dựng cẩn thận rồi. Thì nó có một cái câu chuyện, tức là khi mà tôi với anh Sương mà đi học cái lớp chính trị viên phía Nam ở Vũng Tàu ấy, trước ngày rời trường để về chiến trường, thì hai anh em mấy chủ nhật mới rủ nhau đi một vòng bãi trước bãi sau của Vũng Tàu, ý là thôi đi du lịch một tí rồi mấy ngày nữa mình sang chiến trường rồi chả còn điều kiện đâu nữa. Thì đi mãi và hai anh quyết tâm là người ta phải có một cái món gì ta nhậu để liên hoan đi chiến trường. Nhưng mà trong túi hai thằng thì chẳng có cái gì cả, có tí tiền thôi. Đi mãi tìm xem cái món nào nó vừa túi tiền của mình để mà nhậu trước khi sang chiến trường. Thế thì đến chỗ đấy thì có một cái khách sạn ấy, cái cửa hàng ăn uống ấy, ta gọi miền Bắc gọi nó cái tiệm mà lớn. Thế ông Tương ông ấy nhìn cái bảng menu này, ông ấy bảo gỗ mà, biết vấn ông bảo ông Minh ơi, cái món này vừa túi tiền mình đây này. Thì tôi mới nhìn vào thì thấy đề tức là canh bông súng có 12 đồng thôi, 12 túi tiền. Tôi bảo cái món này chắc nhậu tốt đấy mày ạ. Thế mới hỏi nhân viên nó là cái món này nó như thế nào. Nhân viên nó không biết trả lời. Nó mới nhìn vào cái bàn mà người ta đang nhậu cao lương mỹ vị đầy đấy, nó có một cái bát canh, nó có mấy cái bông hoa súng ấy, canh thịt. Nó bảo đây cái món này không được. Thế đi một đoạn nữa thì cuối cùng là Sương quyết định là mua một cái đĩa cổ cánh gà. Nó là cái đĩa cổ cánh gà thôi, nhưng là cái đĩa con nó bằng cái bàn tay này. Trên đấy tôi đếm được như vậy là ba cái đầu cánh gà với lại hai cái cổ gà và một cái đầu gà. Thì thế thôi.
Đấy, thế là bắt đầu mới gọi ra, tức là hai chén rượu nó giống như là chén con đấy. Thế Sương nó bảo tôi, bảo mày đừng uống, mày nhấm thôi, uống là hết mất. Uống hết. Thế hôm ấy tao mới khấn Sương, bảo Sương hôm nay tao khấn mày thì cũng không thể có được cái chén rượu như anh em mình chia tay ở ở Vũng Tàu. Đấy. Và mấy hôm sau thì tôi với anh Nguyễn Hữu Đạt lại về xã Đông Cường để mà thăm gia đình anh Háng, mời anh ấy đi, linh hồn anh ấy đi gặp trung đoàn ở Ninh Bình. Thế đi vào cái xã Đông Cường thì bây giờ nó khoang tráng rồi, đúng là nông thôn mới, nó đổi thay kinh khủng, nhà cao cửa rộng, đường xá sạch bong, điện trường trạm rất là đẹp. Nó không còn những cái năm mà chúng cách đây bao nhiêu năm ấy là tôi về đi kiểm tra dân quân tự vệ nữa. Đấy. Thế thì đến đầu xã ở mãi ở Đỏ Ngom đấy thì chúng tôi mới, vì nó khác, đường xá nó khác là phải hỏi thăm, không còn nhớ nữa, hỏi thăm các cụ. Các cụ nhớ hết. Anh Háng đi B từ năm 66, tức là và hy sinh từ năm 1978, mà cho đến lúc này tôi hỏi bất cứ cụ, còn các cụ là còn bảo là tên là Háng chứ không phải là Háng đâu nhá, ông còn chữa lại như thế mà. Và chúng tôi đến cái nhà anh ấy thì cái nhà cũ đấy của anh chị đấy, thì chị đấy, chị đã về già, chị Ngọ về già rồi. Đấy, cái đứa con út mà khi anh hy sinh nó còn nằm bụng mẹ ấy, thì nó lấy chồng nó ở đấy, còn hai đứa con gái kia đi chồng chỗ khác, thì hai vợ chồng nó đi làm công ty rồi, nó không có nhà. Thì em gái anh Háng là 80 mấy tuổi ra tiếp bọn tôi, tiếp ở nhà anh chị và bà con ra tiếp, rất là ngậm ngùi để nói với chúng tôi rằng là trước khi chị Ngọ và anh Háng ấy mất thì chị cũng đã kịp đưa hài cốt anh Háng về đây rồi, tí nữa tôi sẽ dẫn các anh đi. Thế mà bà con làng xóm rất là chân tình, đi mua hoa, mua hương đấy, cho chúng tôi ra trong một cái nắng cực kỳ chói chang. Mồ anh cũng đã được xây dựng ở nghĩa trang nhân dân thôi, nghĩa trang của thôn thôi. Và hai chúng tôi thắp hương và khấn anh ấy, vái anh ấy và mời anh ấy, mời vong linh anh ấy, tức là ngày 18 tháng 8 năm 2018 là có mặt ở Ninh Bình để họp mặt với anh em cán bộ chiến sĩ ở Ninh Bình. Thì đấy là câu chuyện mà trong cái cuốn hồi ký của tôi đấy, tôi cũng viết nguyên văn lại như thế, nói về đồng đội tôi, nói về cái sự hy sinh mất mát về đồng đội tôi, đổ xương đổ máu vì nghĩa vụ quốc tế. Nhưng nói là nghĩa vụ quốc tế nhưng mà thực ra nó là nhiệm vụ của đất nước mình, như Bác Hồ đã nói, tức là giúp bạn là tự giúp mình.